Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm series những vị trí nên dùng cho anh em. Hôm nay mình sẽ làm hàng tiền đạo cho anh em ST, RW và RW. Ok anh em. Tiếp theo cái hạt này thì có con Van Basten Remaken mới nhất. Đấy, con này khó nói anh em. Một con hàng là khá toàn diện về tốc độ này, sức bắn này, hoặc là chọn vị trí này, đánh đầu này, trên 5 năm để được top này, khi 4 sao. Một con hàng cực kỳ ngon lành cần đào. Nói chung là toàn diện anh em, khá ngon. Mình sẽ có thể nói khẳng định là con này có thể là best ST hiện nay. Tiếp theo là con Erling Haaland. Cái con này thì mình phải add chain anh em, nhưng mà là con này cũng đáng dùng anh em, thật sự con này cũng khá ngon đó. Thì cái hạt này thì add chain rồi, mình đã test rồi, mình trải nghiệm rồi, cũng cực kỳ là ngon lành cần đào này. Đấy, tiếp theo là con LW Mbappe. Con này mình cũng đánh giá là một con hàng gọi là best LW hiện nay, tốc độ rất nhanh anh em, cái kiểu speed tốc độ đấy chứ đó. Rê ban sự đi ban dứt điểm chạy chỗ cực kỳ là nhanh anh em. Kêu 5 sao thì lực tốt trên 5 năm. Một con gọi là tấp liều hoàn hảo. Đó. Tiếp theo là con là tấp liều Gacincha. Đó, con này tốc độ cũng khá nhanh anh em. Dứt điểm khá tốt. Đó, nói chung là con này rê ban ok luôn, rất là ngon luôn. Tuy nhiên thì nó có cái không hài lòng là chơi cái 4 năm anh em. Ngoài ra thì ok, kêu 5 sao thì lực tốt thấy chưa? Hơi lùng. Đó mới 69 thôi. Nhưng mà một con hàng tấp liều cũng đáng dục cho anh em. Thì mình đang xem cái hạt này có những con hàng gì cho anh em ha, tên hàng tiền đạo ha. Tiếp theo mình sẽ vô phần score, mình xem cái hạt này còn những con hàng tiền đạo nào nữa đây. ST là tấp tiêu, RW. Ok, đây nó còn Eric Cantona. Cái con Eric Cantona này á cũng là một con hàng gọi là gì ta anh em, cũng đáng dùng á. Có nhiều anh em gọi là gì không biết dùng hoặc là dùng không quen á, kêu con hàng này nó không hay. Thật sự thấy con này nó hay anh em, nó chỉ có chỉ cái điều nào trên nó 4 năm thôi, chứ thực ra nó hoàn hảo anh em. Chọn vị trí đầu rất tốt, xuất dứt điểm rất căng, mình chơi nó rất ok mà anh em, rất là ok đó. Tiếp theo là con LW Vinicius, phiên bản top y thôi, nhưng mà tốc độ rất là nhanh anh em, tự đi bàn rất tốt luôn. Con này nè, con này thì giữ cái tốc độ nhanh ngon đó, trên 5 năm thì lực tốt, kêu 5 sao, giá cũng khá ok anh em, chỉ có 22 em thôi đó, thì ok anh em. Tiếp theo mình sẽ coi một con hàng nào nó cho anh em ha. Đây con Jairzinho RW. Đấy, con hàng này giá cũng khá mềm, cũng là một con hàng đáng là cho anh em nên dùng cái vị trí RW ha. Đó, cho phân khúc gọi là tầm trung cho anh em, giá cũng khá ok. Đấy, tuy hơi thấp thôi, nhưng mà sự đi bàn về bàn cũng khá tốt. Tuy không cao nhưng mà có power handler anh em, đánh đầu mạnh anh em, ghê chưa. Đó, thì ok anh em. Thì đó là những con gọi là tiền hàng tiền đạo trong cái app này mình cho giới thiệu cho anh em nên dùng. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lên chợ cho anh em, mình sẽ giới thiệu hơn cho anh em các vị trí tiếp tục là ST có những con hàng nào là tấp tiêu và là tấp liều. Ok, đầu tiên sẽ vô chọn ST nha anh em. ST thì nãy có con con đầu tiên mình sẽ là con Ronaldo de Lima. Con hàng này mình đã trải nghiệm rồi đấy, khỏi nói anh em, khỏi nói, chỉ có điều nó không cao lắm thôi, còn ngoài ra là hoàn hảo, tốc độ xử lý banh rê banh rồi dứt điểm chọn vị trí cực kỳ là ngon lành cần đào. Khỏi nói nhiều nè, ngon lành anh em, có coi cứ mua và chơi trải nghiệm. Cái con Rui này á, mình nghĩ á, mình chưa trải nghiệm nó, nhưng mà mình nghĩ con này thích hợp ở vị trí cam hơn, cam hơn là tiền đạo đó, thì mình sẽ không giới thiệu con này cho anh em. Đó, tiếp tục là con Benzema phiên bản UTB. Cái con này mình cũng đã trải nghiệm rồi, một con hàng cực kỳ là ngon lành cần đào luôn. Phiên bản này là ngon anh em, ngon hơn cái con phiên bản UTB rất nhiều đó, thật sự luôn. Nó dứt điểm sút rất là căng, được cái út cái sút căng không em, cực kỳ căng luôn đó. Đánh đầu cũng khá tốt anh em, nó thể lực tốt luôn nè, chi thì 4 sao trên 5 năm khá ok. Còn Harry Kane cũng vậy luôn, mình cũng chưa trải nghiệm nó nên mình không dám giới thiệu cho anh em đó. Còn Van Basten thì nãy mình nói trong cái ad này có rồi, còn Müller cũng vậy, mình cũng thấy nó chưa đá nó nên mình chưa trải nghiệm cho anh em. Đây, tiếp theo là con Rook 3. Con Rook 3 này ok anh em, mình thể nói là Rook 3 này cũng khá khỏe anh em, phiên bản này cực kỳ là ngon lành, thật sự ngon hơn cái phiên bản 108 khá nhiều á. Nó cũng gần như con Van Basten vậy đó, khỏe, đánh đầu tốt, chọn vị trí xuất điểm rất tốt anh em, sao ngon lành luôn, nó khỏe lắm. Con này thì khỏi nói rồi đó, cái đều là trên 4 năm thôi đó, thua con Van Basten này trên 4 năm thôi đó. Alex Cantona thì nói rồi ha, đó còn con khác tiếp tục ha. Tiếp tục là con Mbappe phiên bản top y đó, ST thì con này thì khỏi nói rồi, chỉ ngoài ra cái chiều cao mới 82 thôi, ngoài ra thì tốc độ xử lý banh dứt điểm cực kỳ tốt, chọn chỉ khá ok anh em. Ngoài ra đánh đầu khá tốt, nhưng mà chỉ cái chiều cao mới 82 thôi, chọn chỉ là ok rồi đó, khá ok cho anh em. Và tiếp theo là con Lewandowski phiên bản top y luôn. Đấy, con này một con hàng ít anh em dùng, nhưng mà mình thấy nó rất hay anh em, mình đã review con này cho anh em rồi, đã cũng khá ok anh em.
đấy, đánh đầu cực tốt luôn em, dứt điểm trọng trí cực kỳ hay con này nè, thật sự luôn á. Chứ có điều là nó đã hơi cảm giác nó hơi lùi chút thôi, chứ không phải quá lùi đâu, phiên bản này không có lùi lắm đâu em, hơi lùi một chút thôi, nhưng mà cũng khá ok cho anh em dùng. Tiếp theo sẽ là một con tiếp tục 109 là con Eusebio. Con Eusebio này hơi lùng chút, nhưng mà cũng là có một con tiền đạo gọi là đầy tốc độ, rebound tốt, dứt điểm chọn vị trí cực kỳ hay luôn em. Đấy, con này nè, dứt điểm tốt lắm, trên 5 năm mà thì được tốt nè, thấy không? Thì 4 sao cũng là một con tiền đạo đáng dùng cho anh em. Đó, thì mình đã giới thiệu sơ qua nha em những con tiền đạo nên dùng đó. Và ngoài ra những con tiền đạo khác nữa như con Bamstein nè, phiên bản 107 nè, rút 308 cũng là một con phiên bản khá ok cho anh em dùng đó, nhưng mà mình không giới thiệu trong cái clip này, mình nói sơ qua thôi. Đây là những tiền đạo anh em nên dùng những con này là ok đó, là Haaland nè, Benzema nè, Ronaldo Lima nè, Mbappé, Drogba, Cantona, Mbappe, Lewandowski và Eusebio đó. Tiếp theo là vị trí LW đó, vị trí này thì cần tốc độ nè, cần tốc độ, mình chọn những con nào tốc độ cho anh em. Ok anh em, bắt đầu mình sẽ vô vị trí LW cho anh em ha. Đây, đầu tiên là con Kylian Mbappe phiên bản LW U-Tubi đó, là mình nói nãy rồi ha. Tiếp theo là con Vinicius phiên bản U-Tubi. Thật sự cái phiên bản U-Tubi nó quá ngon rồi, giờ nó up lên phiên bản U-Tubi nữa anh em, cực kỳ nhanh nữa anh em. Con này mình nghĩ chỉ thua Mbappe thôi về tốc độ thôi, thật sự luôn á, nó không bằng Mbappe về tốc độ đâu, Mbappe nó hay hơn thật sự, nhưng mà con này cũng là một con đáng dùng cho anh em. Tiếp theo là con Hungry như đứa con của thành gió đó, con này mình đã review cho anh em rồi, cũng đầy tốc độ, nhược điểm tốt, đánh đầu tốt, chạy chỗ rất hay anh em. Tuy nhiên cái nhược điểm nhất nó là gì, trên 4 năm anh em, nhưng mà cũng không sao, đã với nó tốt anh em, cực kỳ ngon lành cành đào luôn đấy, rất là nhanh nhẹn nha anh em. Hungry mà như đứa con của thành gió mà là tốc độ đó, cực kỳ là ngon lành cành đào. Mình đã review con này cho anh em rồi, còn anh em chưa coi thì cứ vô cái kênh mình coi ha. Đó, tiếp theo à, con Vinicius top y này á thì mình đã coi trong cái ạc này rồi ha, ạc này ha. Tiếp theo là con Son đó, con Son này cũng là một con đáng dùng, nó chỉ thua tốc độ về với con Mbappe và con Vinicius và con Hungry thôi, chứ ngoài ra thì ngon lành cành đào anh em, chạy chỗ chọn vị trí sút xa cực kỳ là ngon lành, sút cực kỳ là căng nha anh em, ngon đó, chỉ thua về tốc độ về ba con trước thôi, chứ ngoài ra thì ok anh em, ngon lành luôn, con này mình cũng đã rồi luôn. Tiếp theo là một phiên bản top t của Mbappe, con này thì giá khá mềm cho anh em, nếu mà anh em ít coi thì xài con này cũng khá ok, cũng về là kill speed và tốc độ luôn đó, cũng khá nhanh nha anh em. Trước khi có top y á thì con này nào cũng là thuộc dạng best gọi là top lưu, mình cũng đã trải nghiệm con này rồi, cũng ngon. Và tiếp theo là con Liao, cái con Liao này được cái gì anh em, tốc độ nhanh nhưng mà cái thể lực của nó mình không hài lòng với thực lực thôi, thể lực thôi, với cái chân 4 năm thôi, ngoài ra thì ok anh em, tốc độ rebound cực kỳ là ngon lành nha anh em, đánh đầu tốt anh em, đấy dứt điểm cải thiện rất tốt anh em, không con này cũng là một con là cấp lưu đáng dùng cho anh em đó, con này mình muốn trải nghiệm con này rồi đó, mình đã trải nghiệm nó khoảng mấy trận rồi. Và tiếp theo cuối cùng trong cái là cấp lưu là con Neymar, đấy con Neymar nha anh em, con Neymar phiên bản này thì cũng khá tốc độ nè, cái rơi bàn tốt, cái đi bàn tốt, nhưng mà cái thể lực anh em, thể lực không được tốt lắm đấy, ngoài ra thì hoàn hảo anh em. Neymar thì khỏi nói rồi, dứt điểm là rơi bàn, xử lý bàn và chuyền bàn cũng khá ok đó, nhìn chung là ok. Mình không giới thiệu con cho anh em con Ronaldo trong cái nền dùng, tại vì sao, tại vì nó tốc độ không bằng mấy con này, với lại nó là trong cái khúc khác, anh em thích thì anh em xài thôi, chứ mình giới thiệu những con nên dùng anh em, nên dùng và tốc độ nữa, tại vì người tốc tiêu nên cần tốc độ đó. Thì đây là 8 con là tốc tiêu mình giới thiệu cho anh em nên dùng đó, anh em xem ha, rất là ngon anh em ha, và những miếng túi đứa con một thằng gió mà là tốc độ mà thấy ghê chưa. Thì ok anh em, tiếp theo sẽ là RW cho anh em. RW cũng vậy, cần tốc độ này. Còn Messi U-Tubi, con này mình cũng đã trải nghiệm rồi. Đó, nói chung là hoàn hảo, không có gì mà trách phản trách cái con U-Tubi Messi, thì có điều là gì? Thể lực anh em, thể lực không được tốt lắm. Ngoài đây ok, rebound dứt điểm chạy chỗ chọn vị trí khá ok anh em. Cực kỳ ngon luôn. Thật sự Messi thì phiên bản này rất là ngon luôn, nhưng mà thể lực hơi yếu thôi. Tiếp theo con Rashica nè, Rashica này nãy mình nói rồi nè, nói trong cái đồ hình của cái ạc này rồi, nên mình chỉ nói sơ thôi, cũng là một con hàng cực kỳ ngon lành cho anh em rồi đó, ok ha. Thì mình quên, mình rất vô rồi. Tiếp theo là con Luis Figo, cái con Luis Figo này á, cái tốc độ nó không nhanh em, tốc độ không nhanh lắm, vừa phải thôi, nhưng mà được cái xử lý banh rồi rơi banh rồi cạch banh khá ok anh em, đi banh mình cánh khá tốt đó, anh em có điều đi vô dứt điểm là tốt là ok thôi
chỉ có điều tốc độ không nhanh lắm, vừa phải đó. Tiếp theo là con Mohamed Salah phiên bản top y đó, con này thì khỏi nói rồi, nằm trong phân khúc gọi là rất là nhiều anh em dùng con này khá ok, tốc độ sẽ đi banh rê banh là dứt điểm này. Cực kỳ tốt cho anh em, cực kỳ tốt, con này cực kỳ tốt luôn. Nó được cải thiện cái gì nè, chân 5 năm chân 5 năm nha anh em, khá ngon nha. Thì tiếp theo sẽ là con Messi phiên bản top T, thì con này cũng là một con đáng dùng cho anh em đó. Đấy là anh em nhưng mà được khá gì đấy phiên bản anh em, cái thể lực được cải thiện một xíu nè anh, thấy không, không hiểu sao mà cái phiên bản Ultra Play lại thì lực lại kém như vậy, nhưng mà cái phiên bản này thì lực tốt hơn chút, mà thấy không, nhưng mà cũng đáng dùng cho anh em. Và cuối cùng là con Ronaldo thì mình đã giới thiệu cho anh em rồi ha, đó Ronaldo thì nãy giới thiệu cho trong cái gạc cái đầu nãy rồi, thì ok anh em mình đã giới thiệu cho anh em những con Ultra Play đáng dùng đó, nói chung là những con mà gọi là có tốc độ một xíu cho anh em để anh em xài ha, thì hai bên cánh là nên có tốc độ ha. Đây mình tổng hợp cho anh em là 6 con Ultra Play nên dùng đó, còn những con khác anh em có thể bình luận ở dưới mình sẽ tư vấn cho anh em, chứ không phải ôm hết vô anh em, không phải con nào ôm hết cho anh em, nó nhớ rất là nhiều anh em, không có ấy hết cho anh em được. Thì đó, thì cái clip này mình làm á là chủ yếu là những con nên dùng thôi, còn ngoài ra rất là nhiều con khác nữa, anh em muốn tư vấn con gì có thể bình luận ở dưới mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Ngon bộ rẻ là con, những con hàng nào mà nó không có trong đây đó mình sẽ tư vấn cho anh em, thật sự mình trải nghiệm rất là nhiều anh em đó. Thì ok anh em, hôm nay làm clip là nói về những vị trí nên dùng là tiền đạo ST, LW, LW cho anh em. Nếu thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.